Người Ukraine ở Việt Nam, trái tim tôi tan nát. Một số người Ukraine ở Việt Nam cho biết họ tức giận đến run rẩy và sợ hãi khi nghe tin quê nhà bị tấn công, đồng thời tìm cách trở về đất nước bất chấp nguy hiểm rình rập. Bừng tỉnh sau một đêm chập chờn vì lo lắng suốt nhiều ngày, Svetlana dường như vừa mơ thấy một cơn ác mộng rằng Nga đã tấn công Ukraine, tấn công Kha Kiev, thành phố nơi cha mẹ cô đang sống. Lập tức kiểm tra tin tức như một thói quen trong suốt nhiều tuần nay, Svetlana, một người Ukraine sống ở Việt Nam, từ chối cho biết họ vì tính nhạy cảm của sự việc, dễ hòa khi nhận ra đó không phải giấc mơ. Cô bắt đầu khóc. Trái tim tôi tan nát, bây giờ tôi muốn ở bên gia đình hơn bao giờ hết, Svetlana nói với Dinh sau khi khóc nghẹn cả ngày vì hay tin Nga thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Cả thế giới đang dõi theo từng tin tức về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh tấn công vào đầu ngày 24 tháng 2. Ngay nhiều người dân trong nước thức dậy bởi tiếng bom nổ, không ít kiều bào Ukraine ở Việt Nam cũng nắm bắt thông tin và bắt đầu bùng nổ với nhiều cảm xúc, sốc, đau đớn, tức giận, hoảng loạn. Một số người quá rối trí để nghĩ ra bất cứ kế hoạch giúp người thân tại quê nhà, nhưng sẽ tìm cách trở về hoặc hỗ trợ vật chất, cảm xúc vỡ òa. Svetlana cho biết những ngày gần đây hễ cứ mở mắt là cô lại lướt xem tin tức, bất cứ khi nào thức, vì lo sợ Nga tấn công. Đến sáng 24 tháng 2, mọi chuyện đã thành sự thật. Tôi đã không thể gặp gia đình trong hơn 2,5 năm vì Covid-19. Bây giờ, có nguy cơ tôi sẽ không thể gặp lại họ vì chiến tranh. Cha mẹ tôi ở Kha Kiev, chỉ cách biên giới với Nga vài chục km. Svetlana nghẹn ngào. Cô cho biết thêm bản thân đã gọi điện và nhắn tin cho cha mẹ mỗi giờ để cập nhật tình hình. Svetlana nói cha mẹ cố gắng bình tĩnh và trấn an ngược lại cô. Họ đã xây sẵn một tầng hầm để trú ẩn phòng khi có xả súng, hay dội bom. Gia đình cô cũng đã mua thức ăn và thuốc men để dự trữ từ vài ngày trước. Nhưng mọi chuyện hôm 24 tháng 2 đã phức tạp hơn. Nhiều người bắt đầu đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc, ATM cạn tiền. Tôi không biết những ngày sau cha mẹ sẽ ra sao nếu mọi thứ cạn kiệt, cô nói thêm. Đồng cảnh ngộ với Svetlana, khác tên cô mô tả câu chuyện tương tự. Tuy nhiên, cô giữ tinh thần lạc quan và bình tĩnh khi nghĩ đến người mẹ đang ở Ukraine, cũng gần biên giới. Suy nghĩ về những dự định tiếp theo để giúp gia đình, cô tự nhủ bản thân, không sao, phải mạnh mẽ lên và không hoảng sợ. Có gia đình sống ở cả hai bên chiến tuyến vùng ly khai Luhansk, anh Yaroslav cho biết mình tức giận và sợ hãi ngay khi nghe tin tức vào sáng sớm 24 tháng 2. Tôi tức giận với những gì đang xảy ra và với những người đang cố gắng biện minh cho hành động của Moscow, anh nói. Với tôi, mọi thứ chỉ có thể là trắng hoặc đen. Một số người, bằng cách nào đó, đang biện minh cho việc tấn công vào đất nước của tôi vì những gì mà Mỹ và NATO đã làm trong quá khứ. Chúng tôi không phải Mỹ và chúng tôi cũng không phải là một phần của NATO, anh nhấn mạnh. Nếu chúng tôi thật sự là Mỹ hay thuộc NATO, họ Nga dám tấn công sao? Slav nói trong tức giận, đồng thời tin rằng thời gian sắp tới sẽ là những đêm không ngủ của người Ukraine, ở cả bên trong và bên ngoài đất nước. Trở về bằng mọi giá. Cả Svetlana, khác tên cô và Yaroslav đều cho biết tin tức đáng mừng là gia đình và người thân của họ hiện vẫn an toàn. Cả ba cũng đang tìm mọi cách để hỗ trợ. Có lẽ tôi sẽ gửi tiền cho họ, cổ vũ tinh thần và cầu nguyện họ bình an. Mẹ tôi không muốn rời đi, còn cha và em gái không muốn xa mẹ, Yaroslav nói và cho biết dù muốn, anh cũng khó lòng trở về vì đã ổn định ở Việt Nam từ lâu và còn có gia đình riêng của mình. Trong khi đó, khác tên cô quyết liệt tìm cách trở về. Tôi sẽ bay Ba Lan vào ngày 27 tháng 2, sau đó sẽ cố tìm cách về nhà để giúp mẹ được an toàn, cô tiết lộ. Dù chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo, khác tên cô nói mong muốn lớn nhất của cô lúc này là bằng mọi giá trở về nước trong thời gian khó khăn này và giúp đỡ bất cứ điều gì có thể. Dẫu đang rối trí và không thể nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào cho bản thân và gia đình ở quê nhà trong thời gian tới, Svetlana cũng cho biết cô sẽ về Ukraine ngay khi tìm được chuyến bay. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là ở đó và hỗ trợ gia đình, Svetlana nhấn mạnh. Dù cha mẹ cô mong con gái ở lại Việt Nam để đảm bảo an toàn.